đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên lòng lòng ra diễn, nếu không nói ra làm sao thù hận cay đắng với chính dòng họ của Thủy Tiên và Mr. Đàm. Thuở nhỏ, cả Đàm Vĩnh Hân, Thủy Tiên, Ngọc Trinh đều bị họ hàng đối xử tệ bạc, chính vì thế họ không ngần ngại tuyên bố hận họ hàng. Tuyên bố dù họ hàng có chết cần tiền tôi cũng không giúp của Ngọc Trinh khiến nhiều người bị sốc. Thế nhưng trong showbiz Việt, có không ít sao Việt ôm trong lòng mối oán hận với họ hàng. Nguyên nhân chung là bởi họ đã chịu quá nhiều tổn thương do những con người được cho là máu mủ gây nên. Đàm Vĩnh Hân lưu tên người thân, dòng họ đáng ghét. Đàm Vĩnh Hân từng chia sẻ, vì là con của vợ hai nên anh không được họ hàng yêu mến quý trọng. Thậm chí anh và em gái anh còn phải ở nhờ nhà ngoại, tự lang thang mày mò kiếm sống. Dù vất vả cơ cực như vậy, nhưng anh không nhận được sự bất cứ quan tâm, chia sẻ nào từ họ hàng. Thậm chí có những người thân, những lúc tôi ở dưới bùn lầy, chịu bao biến cố tai ương đủ thứ chuyện thì không thấy họ đâu, dù chỉ là một lời thương hại, chưa nói đến là hỏi thăm hay động viên. Lúc tôi mới ngồi lên được chút xíu thì họ nhào vào, họ đòi hỏi kể lể, đến nỗi mà tôi không muốn nghe điện thoại. Tôi thậm chí còn lưu số điện thoại của họ trong danh bạ là dòng họ đáng ghét. Họ thường hỏi tôi những câu hỏi đại loại như tại sao làm từ thiện giúp bao nhiêu người mà không chịu giúp gia đình dòng họ. Thủy Tiên, tôi không biết vì sao mình bị ghét bỏ xua đuổi như thế, nhưng tôi hận thù. Thủy Tiên cũng là một nạn nhân của sự kỳ thị hắc hủi từ chính họ hàng người thân. Cha Thủy Tiên mắc bệnh lao phổi và qua đời năm cô lên 9. Ngày bố mất cũng là ngày hai mẹ con cô bước ra khỏi gia đình họ nội. Ông bà nội lạnh nhạt với mẹ con cô vì bố cô bị cái bệnh mà mọi người ghê sợ. Suốt 20 năm qua, ký ức buồn với họ nội luôn đeo đẳng cô. Cũng từ đó, mẹ con cô và gia đình nội không liên lạc, không gặp lại nhau. Đã bị gia đình bên nội lạnh nhạt, mẹ con Thủy Tiên cũng không hề nhận được sự chở che, bao bọc từ phía họ nhà bên ngoại. Ông bà ngoại thì chửi mắng cô, xua đuổi cô, nói cô là đứa con không cha, là đồ ương bướng lì lợm. Nhưng ký ức tuổi thơ đầy hãi hùng hờn tuổi mà đến tận bây giờ, nữ ca sĩ vẫn không thể nào quên được. Năm mới Tết đến, cả nhà quay quần, ông ngoại tôi phát bao lì xì cho các cháu. Tôi cũng xếp hàng để đợi lì xì, nhưng đến lượt tôi, ông đuổi mắng bảo mày đi chỗ khác vì mày là đứa lì lợm ương bướng. Khi đó tôi còn quá bé, tôi không hiểu vì sao mình bị ghét bỏ xua đuổi như thế, nhưng tôi hận thù. Tôi mua tham vọng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh được mình sẽ làm được những điều vĩ đại, sẽ khiến những người đối xử không tốt với mình phải trả giá. Ngọc Trinh, bây giờ dù họ có chết cần tiền tôi cũng không giúp. Cũng như Thủy Tiên, Ngọc Trinh mang tâm niệm phải làm giàu, phải thành công, để ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối vì ngày xưa đã đối xử với mình như vậy. Ngọc Trinh từng chia sẻ vì gia đình mẹ đẻ giàu có nên rất khinh thường cha cô. Vì nhà nội nghèo, thậm chí khi mẹ cô qua đời, những người họ hàng này vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh miệt hắc hủi cô. Cuộc sống của Ngọc Trinh thiếu thốn, nhưng gia đình nhà ngoại hắc hủi cô có đồ ăn cũng không cho mà còn đem cho hàng xóm. Bố Trinh phải đem gửi cô sang nhà nội nhờ bà chăm lo bữa cơm. Thế nhưng bà nội lại thương các con của chú nên Trinh làm gì cũng bị đánh. Từ khi sinh ra đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Những người ruột thịt máu mủ lại hắc hủi, đánh đập nên tuổi thơ Ngọc Trinh lớn lên với những ám ảnh khôn cùng. Nữ hoàng nội y từng thẳng thắn chia sẻ rằng: thật lòng tôi dành nhiều tình thương cho người nhà bên mẹ hơn họ hàng nhà ba và mẹ ruột. Dù không máu mủ nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi, trong khi những người ruột thịt thì không hề. Đến bây giờ dù họ có chết cần tiền tôi cũng không giúp. Cô khẳng định tôi còn nhớ nhà tôi khi ấy nghèo, thiếu thốn tới mức không có đồ ăn. Nhưng chính những người ruột thịt lại nỡ lòng bỏ mặc anh chị em tôi. Họ cho đồ ăn hàng xóm chứ nhất định không cho chúng tôi. Cho nên đến bây giờ dù họ có chết cần tiền tôi cũng không giúp. Cùng lắm chỉ mũi lòng một hai lần, lần thứ ba tôi không quan tâm. Chân dung người mẹ ruột nhất định không chịu ở cùng Thủy Tiên.
chồng mất, bị họ hàng xa lánh, xua đuổi, mẹ Thủy Tiên phải một mình nuôi con và chịu nhiều cay đắng tủi nhục. Nỗi cực khổ ít biết của mẹ ruột Thủy Tiên. Thủy Tiên là một trong số những sao Việt trải qua tuổi thơ khổ cực. Cha mất sớm vì bệnh lao phổi, mẹ con cô bị cả họ hàng hai bên hắc hủi xa lánh. Đối với một đứa trẻ 9 tuổi, việc bị người thân mắng chửi xua đuổi chỉ vì căn bệnh của cha, chỉ vì cha đã qua đời là một điều khủng khiếp. Thế nhưng, người đau đớn tuổi cực hơn Thủy Tiên gấp trăm lần lại chính là mẹ đẻ của cô, bà Ngô Thị Thu Minh. Năm lên 9, chính Thủy Tiên đã từng thấy mẹ mình lặng lẽ gục đầu khóc bên bàn thờ cha. Những năm tháng sau đó, cũng chính cô từng mắt chứng kiến mẹ âm thầm thắp những nén nhang để giữ cho linh hồn cha ở nơi suối vàng không lạnh lẽo. Khi chồng mất, mẹ Thủy Tiên còn rất trẻ, trước sự hắc hủi của bên nội, bà dắt con gái rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Bà hoàn toàn có đủ điều kiện tìm cho mình một bờ vai khác để san sẻ những vất vả khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng bà không đi bước nữa, bởi bà sợ cảnh con anh con tôi sẽ làm con gái đau buồn hơn. Một mình bà Thu Minh bươn chải mọi nghề, miễn sao nuôi con được. Vì quá lo lắng cho con, cố sức làm việc để nuôi con mà mẹ Thủy Tiên bị đau dạ dày nặng đến nỗi thường xuyên nôn ra máu. Ai cũng nghĩ mẹ cô bị lây lao phổi của cha cô nên cho uống thuốc lao phổi. Càng uống bệnh càng nặng thêm đến mức suýt nữa thì bỏ mạng. Lúc đó hoàn cảnh gia đình Thủy Tiên bi đát đến nỗi mẹ cô không được đưa đi viện chữa chạy mà được đưa vào chùa nhờ nhà chùa cưu mang. Nỗi lòng người mẹ có đứa con sướng ca vô loài. Thế rồi nhờ trời thương bà Thu Minh dần hồi phục lại tiếp tục bươn chải chăm lo cho con gái. Bà chỉ ước mong nhỏ nhoi là con gái có cuộc sống bình yên giản dị. Hồi Tiên mới học xong cấp 3, tôi muốn Tiên mở shop bán quần áo rồi lập gia đình, xin cho mẹ hai ba đứa cháu để mẹ ẩm bồng cho vui tuổi già. Tôi chỉ mướn Tiên mở shop quần áo để bán, rồi ban đêm đóng cửa tranh thủ tụng niệm cầu siêu cho ba, cứ như vậy mà kiếm một tấm chồng, đồng vợ đồng chồng mà làm ăn. Thế nhưng, cô con gái duy nhất của bà lại mang trong mình một khát vọng lớn. Tốt nghiệp cấp 3, Thủy Tiên một mình lên Sài Gòn tìm cơ hội. Cô thậm chí còn nói dối mẹ là thi vào trường ngành kinh tế, ngoại thương, kỳ thật là đi học nhạc. Biết chuyện bà Thu Minh giận con lắm, cất công lên Sài Gòn tìm khuyên nhủ con. Nhưng rồi cũng vì quá thương con, bà đành chấp nhận sự lựa chọn của con, dù trong lòng ngổn ngang với lo lắng hờn giận. Lúc hay tin, tôi giận con gái lắm, cũng cất công lên Sài Gòn khuyên nhủ con, kêu con ngừng học ngành này. Người dân ở quê vẫn hay quen nệm sướng ca vô loài, Tiên lại là con gái nên tôi lo lắm. Nhưng rồi khi nghe Thủy Tiên hứa với tôi rằng con sẽ làm sao để ba ngậm cười lên chín suối chứ không làm cho ba mất mặt đâu thì tôi mới đồng ý. Đến ngày con thành công bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, người phụ nữ tảo tần chịu nhiều cay đắng ấy vẫn không thực sự hạnh phúc. Điều tiếng bủa vây quanh cô gái nhỏ khiến người làm mẹ như bà thắt cả ruột gan. Tuy vậy, bà vẫn giữ niềm tin vào sự mạnh mẽ của con gái. Ở dưới quê này thì ra đường, người ta mặc áo sơ mi kín cổ cao tường hoặc mặc áo bà ba, mà con mình lên đó lại mặc hở hang cũng khó coi. Nhưng đó là công việc làm ăn của Thủy Tiên, tôi biết nói sao giờ, nhưng tôi không thích. Thủy Tiên nghe tôi tâm sự thì ôm lấy tôi và nói là con cũng không muốn mặc như vậy. Trang phục mà Tiên thích nhất là áo bà ba, nhưng lên Sài Gòn vào nghề thì theo nghiệp nhập gia tùy tục. Mình như vậy, nhưng miễn sao mình trong sạch, bề ngoài không quan trọng. Hiện tại bà Thu Minh vẫn ở quê, Thủy Tiên nhiều lần mời bà về ở cùng để tiện phụng dưỡng, nhưng bà từ chối vì mẹ già tôi hơn 90 tuổi rồi, chắc tôi không thể lên Sài Gòn ở với Thủy Tiên, được dù rất muốn, chắc tôi sẽ ở quê nhà Kiên Giang để chăm sóc cho mẹ già suốt quãng đời còn lại. Có thể nói bà Minh không chỉ là tấm gương về đức hy sinh, về nghị lực sống mà còn là hình mẫu lý tưởng cho Thủy Tiên về chữ hiếu, về cách cư xử trong cuộc sống. Đến bây giờ, với Thủy Tiên mẹ vẫn luôn là người cô yêu thương và trân trọng nhất trong cuộc đời. Hai mẹ con không hợp nhau, cứ ở gần là va chạm, là như nước với lửa. Nhưng cứ đi xa mẹ, cô lại thấy nhớ và yêu thương mẹ vô cùng, lại muốn trở về trong vòng tay mẹ như khi còn thơ bé.